Hít nửa hơi, nín ba hơi. Hít nửa hơi là tập nín năm hơi. Xả từ từ. Một cái bốn phần ra. Tắt nó sao? Một cái bưng nửa hơi tắt. Tắt nước, giống như tắt nước ở dưới ruộng. Tắt nước văn nước ra, rồi. Rồi bấm luôn. Bấm một con út. Xong thu ra liền. Nước bằng chân lên. Ở chút thứ nhất, chút thứ hai để vậy. Hai tay chéo như vậy. Thì rút rộng ra nè. Rút thấp xuống, nó giãn ra bằng cái đầu có đẹp sắc như cái bộ nhỏ. Thứ là thứ thứ ba là cái tay này. Giống như đây mình nắm cái dây này, tâm cái sợi dây này. Nó quay một tâm sợi dây. Nó cái dây này, nó là sợi dây như vậy. Sự dây thòng ngang mình muốn lấy nó một cái chục dây nhé, cái sự dây thòng ngang vậy nè, với cái dây trẻ hôm nay cũng cầm cầm sẵn xoay chục dây chục nó lại bằng hai ngón này nè, chục bằng hai ngón hiểu cái động tác đó, nó là chục sự dây chứ không phải là cái động tác gì phức tạp đâu. Sự dây bây giờ này nó thòng ngang vậy, nó cầm sao nè đó không xè bằng tay bình thường đi đó, nó là vậy đó. Thì tất nhiên mà lên nó làm gì đó cũng vậy thôi, nhưng mà mình để hẳn là duỗi ra cầm đi cầm lại đó vậy thôi nè. Cái sợi dây làm gì chồm cái chục cái sợi dây chồm cái tay nó quẹo qua cuộn nhanh thì nhanh đó. Nè em cầm lại cho thầy làm cho con nè, tôi làm những thứ khó khăn vậy nè. Nè, nó chụp nha nè. Nè, nó người ta thường chụp vậy đó. Nè. Nè. Đó, nó chụp bình thường. Mình phải coi như nó bình thường, không có gì đặc biệt đó. Thì muốn cầm cái dây này, cầm sao? Đó, vậy thôi. Đó, là mình hiểu thôi ý. Còn không thôi mình làm nó mất tự nhiên, thì khí nó không có chạy. Cái người hành động khí công là rất tự nhiên. Còn mình làm nó gò ép nó quá. Nhưng cái cầm thời gian chụp vậy, nó kéo vô làm gì, mình sao sắc khó khăn. Nhưng mà khi cái dây nó nhập, cái dây nó sẽ nằm đây nè, nó giá cái dây nó cứng như xương, nó là mà dây thép mà nó có kéo nó được, nó phải cái tay chịu nha. Rồi nó thì nó động tác về cái đứng em thời gian để chụp cứng cái phần chân này, cứng cái ngửa rồi biểu cái ý là tập nó đúng xong sai nha. Xả tay xuống, cái này coi như xong rồi nghỉ tay rất tự nhiên này, sao ông rồi mình ta lỏng tay rớt xuống sao giống như là bay vậy chào ông ta đứng nghiêm rồi bên kia cũng vậy, tôi quay qua này chị ông này là chuẩn bị tắt nước, tức là hành động hồi xưa con gái nó tắt nước ăn ngựa là sao này nè, nó tắt nước này rõ nè với cái độ đúng không nè, em biết bình thường nếu nhiều người nó không có phơi sâu sao mình đứng như vậy nè, đánh cắt nhỏ này tắt lớn này. Quéo nữa nè, tắt mạnh nữa nè, phải ngửa ra sau để tắt nó mạnh nè. Một nữa, rất tự nhiên mình đừng có làm cái hình nó xấu xa. Nè, tôi muốn tắt nữa nè, cái ông dơ chân mình cắt xuống. Đó, thì ý mọi người xưa nó chạy thì nó phải làm cho giống. Chính mà dạy xong quay qua. Tắt nữa. Rồi. Vô và phải xẻo vậy, sau này chéo tay mà một chiều không sát rồi, xong đứng lên chụp xì ơi kéo nó kéo cái mặt cái ngửa rồi nè đó xoay dịu xì thả tay xuống thả tay xuống nhìn xuống cho mình xong đó cái mặt nó có ba thức tớ tập lưu hòa cho nó quen thở một hồi, thì nếu về nhà tối khi ngủ cũng vậy đó, thì tập một hồi đó. Nếu mà nó tập khoảng nửa tiếng ngày mai hùi lắm, nó ra hùi lắm, mấy thằng hôm qua ba ông bị rồi ôi nó ra 10 lần mà không có mệt. Cái trường hợp là đi 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 đi
đi đi tả là mệt lắm, con nó mệt mà nó ra ghê lắm, ông nào cũng nói ra ghê lắm, mà phải làm cho đúng rồi đó, mà cái hơi thở chị phải cho chuẩn, mà hơi thở không được đầy phổi hít chút rồi thì nín, hít chút nữa tức là phổi vẫn còn lỗ trống chứ mày hít thiệt mạnh vô cái bụng phồng nhẹ lên thôi, như tu tập rồi nhẹ thôi chứ động nhẹ nhàng lắm, phình bụng nửa nửa phình bụng nín, nửa phình bụng nín, xả nhẹ 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 nhẹ, không có được hít sâu thở sâu, sâu thở sâu không phải thở cái công, cái công là cái thở lúc ngủ nó ngắn lắm. Mà bắt buộc phải phình ở dưới, không có phình dưới là nó không có đi cầu được. Thì chỗ này là chứa phân khắp đồ dơ không, nó ứ mấy chục năm rồi, người ta không biết thở là nó ứ, nó đồn lại, tức là ngày hôm nay là nó đẩy ngày hôm qua, thành ra nó dơ khúc dưới là thành đa số bị viêm ruột già là vậy. Bây giờ không cho nó viêm tại sạch đó, dần dần nó không tồn động thì cái bụng dưới nó không có phình nữa, mấy nhiều cái tự nhiên có bụng dưới nó phình ra rồi, ở dưới là tức độc không, về già bị viêm, viêm ruột già đẩy ra cho nó không còn cái mỡ mỏng như thế này, nó tan hết. Tập là mỡ bụng tiêu hết. Tan hết rồi. Tập còn nữa ở nó tan cái cục này nè. Có cái cục rồi nè. Cái cục đây nè. Nó có cái cục mỡ này nè. Tập nữa ngày tan hết ra, tập chừng tháng sau không còn con mẹ gì hết. Cái da nó thẳng đẹp lắm. Tập đi. Để nó căng cái đó mà. Chị muốn muốn tập được cái chị về chị lấy cái sợi dây nè. Bởi vì nhiều người cũng tập nó không có tập cái này. Cái dây này nó cột cái bụng dưới này nè. Nó cột chặt lại. Thấy không? Thế nó đẩy đâu? Chi thích chưa? Đẩy vô xong rồi. Đó, nó đẩy ra, nó làm nó căng. Không có dây nó không biết. Tại vì nó phải chuyển sao, nó phình ra. Nín ba giờ. Hít lên cái phình hơn cái nữa. Nó đẩy ra cái chút nữa. Nó nín ba giờ. Rồi nó kéo sát vô nè. Không không? Không phải, nó căng vào sao được. Mà nó tay cái mỡ phần dưới luôn, một cái đì mình á, chỗ nó xấu lắm. Đó, đang ân toàn khúc này nè. Đó, khúc đó nó một dề á. Chị cột vô, về nhà lấy một cái dây thun vậy đó, rồi chị để một cái miếng gì đó, miếng dài dài vậy nè, bịt ngăn đen, kéo nó vô. Để nó ngay nè. Để ngay cái đì mình á, dưới đúng nè, siết chặt lại, tôi chặt vô, tôi siết chặt lại. Nè, rồi, chị cắt vô coi nó có bung lên không? Đó, thấy không? Đó, hết bị giữ luôn. Hết không được sẵn, hết phòng ra luôn. Rồi nít 3 giây. Thế là ai thì xẹp vô. Giữ. Rồi, giữ không được. Giữ luôn. Rồi nít 3 giây. Rồi, hết thêm cái. Nó lại xẹp xẹp mẹ rồi. Về đang 5 giây nè. Sao nó xẹp vô? Nó phình ra tiếp chứ. Nó phình ra hả? Trời ơi, bởi vậy chị sai đó, nó sai rồi đó. Người ta phình ra một chút, xong phình cái nữa. Đúng không? Về nó tập vậy mới được. Chứ chị đứng cho nó phục vô, đẩy ra luôn, giữ luôn. Hết vô nó phình ra, vô giữ lại. Hết cái nữa, phình nữa. Mình phải chia làm hai cái phình, chị phình cái thì thua. Phình ra, nó sai rồi đó. Thì cái da nó phình ra. Bây giờ tôi nói đẩy chính xác lên như vậy. Rồi, đẩy hai lần, lần hai nó lên cao hơn nữa. Đó, nó không lại chẹp vô. Thở ra nó mới chẹp vô. Đó, giữ, rồi 3 giây được, đẩy một cái nữa, phình ra nữa, 5 giây. Đồ, sao? Mà quê tập vậy. Phải coi chân lên trước, nó có bàn vậy nè. Rồi ta rớt xuống cái tác, trọng lượng thấp mức như vậy. Đó, rồi, bấm ngón tay trái vô. Sẵn vô nè. Vậy nè, thấy không nha, cho nó có xéo, nó sẵn này về nó mới có lực. Sẵn gì? Ờ, sẵn gì vậy, hai cô chỗ sạch vậy đó. Đây là đó, nó bị căng. Nó căng cái bụng, rút cái bàn chân này lên, cái dưới này nó căng lên. Cái tay nó mở ra đây nè. Còn nó, cái này cái sườn, kéo hai cái này là cái sườn nó. Ừ. Có nó cả. Kéo vô. Sẵn hết ra ngoài. Có nghĩa giống như cái này lần thôi đi. Ờ, lần, hút ra ngoài. Đó, nó mới căng cứng cái cơ này. Yeah. Cái chân, nước bằng chân thì cái bụng nó mới cứng. Yeah. Đó, đứng vậy. Đứng chút xíu, chứ không phải làm nhanh đâu. Còn chút xíu sau, cúi xuống. Cái chân béo nó lùi xuống sau.
chọn hai tay ngược chiều vậy, cúi đầu sát vô, cúi xa rồi. Lúc cho nó thở đều rồi cái đường thẳng đây, nắm sĩ đây, kéo nằm nằm thẳng vậy, hai ngón để vậy, ngửa ướng bụng, ngửa phần chân lên, rồi xoay dữ dữ, xả tay xuống, nước chân lên, xong. Lúc mà mình thở ra mình có cố gắng thoát bụng được không? Tự nhiên thôi. Ừ, chị thoát cố là được, ở giờ nó cấm cố tự nhiên giống như chị ngủ mà ai biểu mình làm cái hết tự nhiên nó phình ra, còn chị cố là không được à. Cố lắc hồi mình bỏ ra nó không thở được, nó lại không tự nhiên. Bây giờ tự nhiên phình lên, phình một phần nữa nhẹ nhẹ nó phình lên rồi. Phình lần hai phải ít nhất phần lần hai, là mỗi lần phình ngừng 5 giây, lần hai phình 5 giây, giữ cái phình đó luôn 5 giây mới xả. Lần hai là bị hít vô hơn không cho, bởi vậy bởi cho cái đầu chị chuông như nước hết chấm hết tắm, bởi vậy thành ra người ta cái ăn gian không thành công là vậy đó. Cột dây là bịt mũi luôn, lấy cái tay bịt mũi coi nó giống hết đâu, làm nếu không làm sai là nó không có đúng. Cái tay này mình cũng được có gì cũng phải xoắn vậy, cái chân hơi rộng vừa thôi, rộng quá vô nữa đó, dạng trong ngửa sâu ra sao đó, nó cái bằng chân nước cao lên, cái tay xoắn nhiều rồi đó, nó mới có cái khí nó chạy, ngửa cổ ngược ra sao đó, giống như lôi gì rất là mạnh đó. Chị thấy cái phương pháp đó, bây giờ chị thở sai rồi đó. Thở là phải đẩy nó ra, lấy gì thông cổ đó, bởi vậy là sai. Hôm qua giờ chị thở sai rồi đó, thở một cái là cái dây nó phình đó liền nè, phình. Nếu mà tập ở trong thì thấy cái gì, 1, 3 giây, 2 rồi cái thả tự nhiên, rồi căng nó có cái căng 1, căng 2, căng 1, 3 giây, căng 2, 5 giây tự nhiên, mà cái căng gì vừa chứ không phải căng khủng khiếp, mà thở ít lắm, không có thở nhiều, thở chừng hít vô có 1 giây mà làm sao nó nhiều được. Rồi xong rồi đó, phình chút rồi. Ở dưới nó phình lên cái 1mm nè, nhưng mà lối dây thun là nó căng lắm á, dây thun mình đang xiết mà nó đẩy ra 1mm là nó căng dây thun lên rồi, còn nó không đẩy được là chưa được, nó sai rồi. Đó là giai đoạn 2, phải làm cái đó thì nó có một cái áp lực, nó ép hết nhiệt đập trong bụng, nó thải ra dưới hậu môn hết, ra hết. Người nữ thì nó qua cả tử cung, nó đẩy trong tử cung ra luôn, mấy cái, những cái gọi là bạch huyết trắng, huyết gì nó lại xịt hí hư nó ra hết, sạch bách, nó không có bị bệnh ở dưới tử cung nữa. Đàn ông thì không có. Thì xoắn ra, xe, đó, kéo lại vậy, như cái kéo vậy đó, rồi xẹt ra hai bên, đó, như cái kéo, cái đầu ép sát cái cùi chỏ, cái chân sau càng xa càng tốt. Càng xuống sắp nó làm cái vai nó thông, cái vai nó nhẹ lên, đứng lên đó, cái chân rút lại chút, lúc lên rút cái chân sâu vô, rút sát vô một nửa cái chân luôn, vô tới đó ngứa cái bằng chân sâu vô, ngửa ưỡn người nữa sao, ngửa cong nữa, cong lưng nữa sao, càng cong càng tốt rồi đó, vậy nó mới cái tay xoắn nhiều vô đó, ngửa lại đó, nó có cái bột ngột đó. Một là khí, rồi đứng xoay vào cái xả cho kiểu đó. Sao cứ yên cho tim đập đều, đổ về đó. 4 năm hôm nay 2 tháng rồi tập tới luôn. Chị Tia thì tập thở cái đó, trời ơi hay lắm. Săn hết bụng lại. Đàn ông mà bụng bia còn tan nữa, nữ tập tháng à, nó sốt hết chất độc như này nó xả ra hết. Xả dưới là gồm chất rắn là phân nè, còn cái mỡ thừa để tan luôn, nó đẩy mỡ ra hết luôn, sạch bách cái mỡ dưới cái da này thẳng ra đi. Sướng lắm, tập thời gian cái bụng dưới này nó cứng ngắc à, tức là nó săn tức là không mở, còn nó cộng dung nhúc nhích, trời ơi giống như cục gì, giống như cái cục thịt vô lên là chết mẹ rồi, là mở rồi, còn người ta săn rờ vô nó không có nhúc nhích luôn, nó căng cứng, nó căng tự nhiên, nó không có phải mở. Nó căng giống như là da nó săn lại, giống như tập thể thao nó săn lại,
cắt, nó không có biểu, nó không có bạo bèo nhèo á, nó nói vậy là biết nhão, nhão, nhão á, không có nhão, nó săn vậy là tan mỡ hết, tức là chỉ còn thịt với da không thì còn có mỡ mẹ cắt nó chiên ăn ngon gì đó, thịt có da đó là thịt ba rọi của mày, sao mỡ nhiều quá, ba rọi tao hít mỡ lắm. Ừ, có mỡ như ngán chết mẹ, nó phải có da rồi tới thịt đây. Chứ da mà mỡ một lớp mỡ ít ít thôi. Cái mỡ ít ít mới ngon. Người mình muốn dạy mỡ nhiều rồi thôi thua. Còn khi, khi ngồi chỉ phải thẳng lưng, thẳng cổ hết. Rồi đâu thẳng băng ngồi thẳng lưng mà tức là cái lớp đó là cái đầu dựa tường, cái vai dựa tường, cái mông dựa tường đó, nếu mà được cái tường vô hình là phải ngồi thẳng rồi tập thôi, không được nhúc nhích. Con thôi nằm mẹ trên giường tập tập phình bụng, để con sách vô phình lên phình xuống, bởi vì trên giường là dễ nhất, tại có con sách. Con ngồi phải lấy dây thun cổ, khi nào mà đẩy dây thun ra giường để ba tay lên cũng thấy, nhưng mà mình không, mình phải có cái gì kiểm, không thôi mình lắc hồi nó ăn nhang nó không có phình ra, phải có cái gì kiểm đó. Bởi vì con người nó vậy, không có ai kiểm tra là nó làm bậy bạ, có ông thầy cầm cái thước nó gõ thì nó nghe, có cái cây nó thọt vô đó, thọt vô đó thế không cứng chưa, cái cây ngày xưa nó cái cây như này nó đẩy vô cái chỗ bụng phía dưới, thầy cũng để như cái này là đó, chị tập về đâu để ra mà chị để ra cái bụng dưới chị để ra, để ra rồi thở đẩy tay vô ra đây, đẩy cây ra thở đẩy ra đó, rồi giữ ra rồi cây giữ này nín đi, rồi đẩy ra lần nữa đó, rồi nín đi đó mới được tập vậy đó. Trời ơi không kiểm vậy đó, không thôi con tập trọn làm không sầm đẩy ra cho ông đỡ thấy rồi. Ừ, bởi ở thiên mình cặp cũng thấy có cái người nó đụng vô cái thấy đó nào mà nó mới đẩy, lúc mà thấy có cái hơi tôi dịnh cho chị tập vài lần chị hiểu, chị tập mới được đúng không, không có ăn chan nó không đẩy ra đâu. Giờ tôi để lần nữa thì đẩy sao, tôi để cho chị đẩy dễ lắm, không có, không có ai dừng nữa nè, rồi đẩy ra một lần một đi, đẩy ra rồi nín thôi, đẩy lần hai nín 5 giây rồi thả, rồi đẩy lần một nín, đẩy lần hai 5 giây cứ vậy đó. Nghề nhà mới có cái cây gì để tập cái đường, không nó ăn gian cơ thể mình nó ghê lắm, nằm xuống để nó làm biến cơ thể nó không muốn tập gì hết á, giống như người vậy đó, còn ngựa quen nó mới làm, không nó làm nó cầm đẩy ra rồi hết chỗ của nó cứ yên à. Ừ, có cái cây vô thấy mình thấy có cái rồi thì mình thấy mình có cái gì gồng lại, có cái hơi gồng lại mình chịu được, không có khỏi tập luôn, cái hơi ép nó mới tập, nó ép hết những chất độc nó xì này, có cái thế đó tạo nó hơi đó. Thì mình phải có cái người làm đẩy cây vô, còn nếu mà đẩy 2-3 lần hiểu rồi lấy cái đẩy được, nó tập lại 4-5 cái cũng được. Tới chỗ mình lại tiếp nữa, tiếp nữa tới chỗ nào mà nó không có đau thì lướt qua luôn,
chỗ nào đông lại chỗ nó bị ngưng lại, giữ cho lâu chút, hít thở cho nhiều vô, tan cho nó ra rồi mới qua. Nếu mà mình đang giữ thì mình hít thở cho hít vô cho nó đeo oxy máu huyết đó, nó thay chỗ dơ đi, chuyên chở cái máu chỗ đó là máu đen nó bầm nó tụ lại đó, không có gì hết á. Chị nghiêng quá chị để mà hồi máu tới nó tới hoài, hồi nó đeo cái máu đen đi là nó nhẹ vậy thôi. Thành ra nhiều người cũng không có một hai máu tao quá. Ủa thầy ơi, lúc này là ba tháng. Mới đầu ba sao hai. Sao vẫn này vẫn ba đúng không thầy? Vẫn ba, tất cả đều ba, thì khúc cuối lúc mà chồm ngửa ra mới hai thôi. Khi chỗ kia qua chỉ chỗ đổ nặng nó đau đau chị để nó luôn, rồi chị nhấc dốc nhông đè nhẹ thầy ra tới đè lui đè tới là tôi hồi nó nhẹ rồi lướt qua thì giống như chị cái cửa sắt chị ở nhà chị mở chỗ nó thích chị cứ kẹt kéo qua kéo qua kẹt 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 hồi nó êm thì mới qua nữa, còn lúc chị đẩy luôn kẹt cái chết mẹ chỗ nó nhích kẹt 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 hồi nó êm giống như nhổ cái cây dưới đất là phải lắc hồi mới nhổ được. Thì mình chỗ đó cũng giống vậy đó, chị lắc thì máu nó tới, nó đem những cái cặn bã đi, máu bầm là một nè, rồi cái xương mà xương nó có, nếu mà nó lồi xương ra nó máu đẹp đánh cái xương này đẹp đi, còn thôi nó đông xương này phải đi tán ra chết, máu làm được hết, cơ thể nó ghê lắm, nếu không làm được vậy là chả lẽ cả đời ai cũng ngộ, máu nó mạnh là nó cuốn hết rồi cái cặn bã đi, giống như cái nước trong sông nó cái sông Nhiêu Lộc chảy hoài còn trong rồi. Thì chỗ mình chảy hoài nó cũng phải cuốn hết cái cặn bã xung quanh cái đốt xương mình đi chứ. Mình tập ít quá đi ít, tao tập 10.000 lần thì máu qua 10.000 lần làm cái gì mà còn cho đó, mà mấy cái đĩa sụn mấy cái gai cột sống sao mà còn. Có người bị gai cột sống cái tập đó. Cái lưng hay sao thầy? Cái lưng gì? Đỡ bị đau lưng á. Lưng thì tập thắt cái quyền, tại thắt cái quyền thì tập lại, thì tập sai thắt cái quyền mà không bao giờ bị á. Bị đau cái xương cụt ở dưới này nè. Thì tập thắt cái quyền hết. Ở đây có một cô tập một thắt quyền đúng 6 tháng. Vậy không có 1 tháng là bằng người ta. Bệnh cuộc sống nó tập 6 tháng nó tập luôn 6 cái vòng nữa. Nó bệnh nó tập tới cùng tập hết thôi chứ người ta đâu có bỏ. Mấy nhiều người họ kiên trì tập cho hết thẳng thôi luôn họ thôi. Còn mình vơ vơ cái mình nghĩ tập khi nào hết bệnh có ông thầy hướng dẫn kia mình hết rồi bắt đầu học căn bản. Còn cô này cô học hết mày không hết mày học căn bản này vẫn đau quay ráng chịu. Tự mày biết bệnh mày chứ ông thầy đâu có biết. Mày cho mày bớt chưa? Mày bớt tự mày biết chứ. Còn không bớt thì tập khi nào thờ thầy làm sao cho em hết bệnh cái đã. Ta làm không hết đau thua. Còn dù tao mà thế nào? Đau đau tập bổ chuyển nó cũng đã đỡ. Nhưng mà tập ít quá. Rồi rồi nó cũng như không. Chị phải tập nhiều. Chị phải kiên trì tập đều. Còn ở nhà thường thường có tới ông thầy ổng mình sợ ổng mới tập. Không giống mình đi học con nít như vậy. Ở nhà nếu chị đi học chị đâu có xong đại học được. Thấy lên đại học kỳ á. Ở nhà phải ráng thì năm cũng không học. Tuần nó hăng lắm, tuần sau giục mẹ. Còn lên đường bắt buộc sáng thứ hai lên thầy, tháng thứ ba mới lên thầy. Tự nhiên nó thành cái nếp mà nó hết rồi thành nó thành cái tài năng lúc mới ngưng. Còn chưa thành tài năng đừng bỏ ông thầy. Tất cả cái học vấn trên đời là nguyên tắc đó hết. Khi mình tới ông thầy mà phải lấy được cái tài năng gì rồi mới ngưng. Còn mình chỉ lấy bài thôi là thua. Lấy bài giống là liên nợ tín chỉ đại học này nó không bao giờ giỏi được, đó là học đại chất rồi. Còn học cho giỏi là bám ông thầy tới khi tao làm cho được giống ổng tao nghĩ. Cái người mà học có mục đích là vậy. Tao ví dụ tao học sửa xe tao phải bám ông thầy tới khi nào tao sửa được xe tao mới nghĩ. Còn giờ tao học hết những cái kỹ thuật rồi tao nghĩ là không có được về tự luyện hay không có đâu. Không tự luyện được tại vì lên nó có ổng kiểm tra mình mới thèm làm ổng chấm điểm. Này, mày làm lại tao coi, mày làm tao coi lúc mình đúng rồi. Rồi mình lúc mà không có ổng mình tự làm được thì lúc mình mới giỏi. Còn mình cứ sơ sơ vậy thì cái kết quả mình cũng sơ sơ. Tại mình nó phải tại ông thầy. Nếu mình cái người mà ý chí mạnh trong 100 người có một người à. Thì xưa giờ mấy cái ông mà tự học giỏi là có 100 người có một người à. Như Bill Gates người nhá mấy. Còn bao nhiêu nó học lên tới đại quận Hạc Quơ luôn. Nó học 16 năm bên Mỹ nó mới ra trường. Chứ học lên quẹt 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 ra sao giỏi được, nó học chắc mẹ luôn. Có nói là lại cái người con người bình thường là phải bám thầy tới cùng tới thành đạt luôn. Còn cái người mà có ý chí là nó không có tiền bạc hay gì nó vô nó học lóm về nó luyện thì nó biết là thế bí nó không có thể nào nó học được, nó bắt buộc nó phải dùng ý chí thôi. Còn người mà bình thường đâu có ý chí bằng mấy người đó tại ở thế bí họ rất mê mà không có tiền, ví dụ vậy họ vô họ ngó cái họ về họ luyện cho được rồi vô học lóm cái học vừa lượng thì mấy người đó nó giỏi cái đó bạc và trời sinh mấy người nó hiếm lắm. Thì những người đó trên thế gian là toàn là vĩ nhân không, mình nó vĩ nhân, mình bình thường dân,
Mình là thường dân rồi đòi thành mỹ nhân. Mình coi người thường dân nên là mình sẽ thành mỹ nhân lúc nào đâu biết, nhưng mà mày phải thường dân trước. Mày bám thầy học cho giỏi đi. Giỏi là mình biết là mình làm được giống ổng. Rồi mình, bệnh mình thấy hết. Còn giờ à bí quyết vậy, tao lấy bí quyết vậy tập không đâu. Lúc nó về có những gì nó trớ đi cái sao sửa. Chà giờ sao nó không hết, giờ sao? Giờ vô là hả, nô nữa hả, lại ngại. Nói vậy đó. Cho hết luôn. Đây bệnh nào cũng vậy, cái bệnh nó teo theo theo kinh dịch bệnh, tức là một cái hạn xấu mà. Giống cách làm ở đời cũng có tiểu hạn đại hạn, có lúc mình làm ăn không có được. Thì lúc mà có hạn phải có ông thầy đỡ đầu để vượt hạn, còn nếu mình thả ra thì ráng chịu đi. Bởi vậy ta nói cái số mình yếu phải có cái số khác mới kèm. Thì lúc mình bệnh là có ông thầy kèm là cái số đó đó. Cái gì nữa? Cứ giống ông thầy kèm là cái số đó đó. Có một ông thầy cũng đỡ, còn một mình chống được. Lời nó vậy đó, bây giờ mà em đang khó khăn, có một ông đại gia em đỡ thì em thấy nhẹ. Còn giờ mày một gồng mình sao chịu nói, ông giúp chút 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 là thôi mày kẹt, tao cho mượn triệu này không lấy tiền lời. Cái thứ nó vượt qua, trời ơi, còn mày tự đứng lên sao đứng. Thành ra ngày xưa nó hãy khó khăn nó có một cố vấn, hãy kiếm ông thầy nó dựa đó, để ông giúp đỡ mình, để mình vượt cái khó khăn qua. Vượt cạn giống như về sức khỏe đó, ông thầy sức khỏe. Vượt tiền khó khăn, tiền là cái một đại gia giỏi, nó gọi là một cái mái che, giống như cái dù mái che nên vượt cái nắng. Đời nó vậy, còn mình nên mình coi thường đó, mình nghĩ mình giỏi không có đâu. Tất cả trên đời đều có người này người kia nhau mới thành công. Một mình không làm nên cái sự nghiệp gì hết á. Thế không? Tất cả những cái người giỏi nó đều có tướng ta rồi. Một cái ông mà vĩ nhân đó đời xung quanh nó có tự như trời xanh, mấy người phụ ông mới thành công, một mình không làm được cái gì. Sức khỏe mạnh nhà mình không làm được, tại mình nếu mà làm được thì trời nó cho mình bệnh chứ. Mày làm được thì sao mày bệnh được? Mày bệnh là mày thua rồi, mày phải nhờ người khác. Còn thành công ở đời làm ăn không thành công là mày thua rồi, làm ăn dở là phải có thằng giỏi chỉ mày. Còn mày tự mày chữa mày giỏi thì mày cứ định lẹt đẹt hoài. Còn bài giờ chị nhớ ghi gì? Em ghi lại nè, một là tẩy tủy sáu thức rộng. Ừ, rồi xong, bài thở, thở là thải độc. Còn 3 giây, hít thêm một lần nữa giữ 5 giây, thở ra tự nhiên. Ờ phải làm 10 phút mà phải tự nhiên, không phải bà gồng gồng bà cố phình lên không có được đó. Thật có sự dây nó kiểu có nó phình không, nó phình nó là không được. Nói hay nói ta thọt cái cây vô mình thở ra cái cây nó không đẩy ra rồi, mày nói nó phình rồi cái cây sao nó không thấy, tao không thấy nó có đẩy cái cây nó ra. Phình đây giữ tao đẩy mày mà không thì tao đẩy nữa rồi phải kháng đẩy ra sửa rồi đó. Cái tâm giác không cảm nhận phình bụng rồi thầy. Ừ, nó phải thấy lấy cái cảm nhận nó tập thì bắt đầu nó thải độc. À hôm nay lắc em cũng tập thêm giai đoạn 2 thở. Tập 10 phút. Giai đoạn 2 là em cũng thở vậy nha, tức là em hồi trước em hít vô 100% phình phải không? Sẹp. Bây giờ hít 50% của đó thôi. Ngồi vậy đó hít 50% đó rồi, nín 3 giây. Rồi phình ra nữa, phình lần nữa cho nó đủ là full đó, là nín 5 giây. Rồi xả từ từ. Làm vậy 10 phút ngưng lần và làm 3 lần cho 30 phút. Tập suốt thì bắt đầu nếu mà có nó đi tước ra không đủ thuốc cho nó ra hết chất độc trong phổi. Trời ơi, nó ra ghê lắm. Hít một nửa 3 giây. Hít một nửa là một nửa, cái đó là một nửa của mình, tao không biết mấy giây, nhưng dạ. Mà hít một nửa hơi của mày xong mày đến 3 giây. Xong mà hít một nửa hơi của mày nữa là 5 giây, tức là hai cái hơi là nó đầy cái bụng dưới chứ không phải đầy cái phổi không được đầy vậy. Có phải hít hết tất cả hết sức cái phổi lúc nó xài có 10% cái phổi à. Cái hơi thở của chị công nó nhỏ lắm, nó nhỏ xíu à, giống như ngủ đâu có hít cái phổi to được. Lúc đó mấy thằng ngủ nó bây giờ cái phổi nó hít bự đâu, ngủ nó hít chút xíu rồi giống như xịt nhà. Còn ban ngày mình hít nó nhiều á, còn lúc ngủ cái phổi nó một chút à. Lấy cái đó, bởi vì khi mình ngủ mình lấy cái máy MP3 lấy mấy cái máy mình thâu thử coi cái hơi thở mấy giây biết liền, lát mày thở phải giống cái giọng. Tại cái hơi thở khúc ngủ nó ghê lắm, cái hơi thở nó mới lấy năng lượng trên đất được. Còn hơi thở con ngủ ngáy ngáy gì rồi sao? Cái chuyện đó là thằng đó là bệnh phải tới chữa thôi, lấy cái gì bịt miệng đổ muối vô miệng đi cho nó khỏi cái. Ngáy ngáy là nó bệnh ta bệnh rồi. Nó bị qua cái ống cho nên nó chèn nó xì ra thành âm thanh. Cái cổ là ở trong nó có một cái chỗ là nó nằm ở cái tư thế nào nó chèn qua nó kêu ra, nó giống như là làm cũng như thổi qua nó kêu từng tiếng.
mẹ xăng mình lôi mình lắc cái đầu đi cái hết đi, sửa cái cổ lại hết đi, mà nó quen cái tật rồi, nghe không đó, phải ông sửa. Ổng ngủ cái gì? Ổng phải sửa, sửa ổng, nói ổng tập cho nó hết. Thường thường lúc đó chị đổ nước vô họng ổng nó hết liền, đổ nước vô họng hết liền, một lần hai lần lần sau hết hết hết, gái là gái chị đổ nước vô cái họng đó rồi, thì sao nó sợ nó hết à? Chơi kiểu đó là lẹ nhất thôi. Còn ổng tự chữa mới hết, ổng không tự chữa không được, ổng phải tự lo chuyện của ổng, ổng kệ nó chán chịu. Ừ thì cái đó tại mình, bởi vì cái gì cũng đổ hô trời trời đó, trời nó sanh mày ra nó không thương mày, mày biểu ông trời, tao sanh mày ra là tao cho muốn sanh ra đời, tao muốn giết mày ông trời á. Bây giờ biết lên trời thầy trời cứu con, tao cứu mày gì, tao đẻ mày ra mày biểu tao cứu mày. Nhiều người nó vô chùa cũng vậy, vô thần thánh vai vái, ông thần nó tao sanh mày ra tao giết mày đâu, tao còn trên cha mày luôn, cha mẹ mới dám giết mày đâu mày hỏi tao đúng không? Phật nó còn trên cha mẹ, Phật còn ác hơn cha mẹ nữa. Cha mẹ không dám giết mình, biểu cầu Phật được tha cho con. Tao tha mày gì, tao làm gì, tao tha mày. Tao đẻ mày ra, tao thương mày không hết, biểu tao thương mày nữa. Đi lại lại tao hoài, mày cố gắng đi, mày sửa sai, có cái gì mày sai đó. Mày làm cái hành vi mày sai, giờ mày bệnh, mày biểu tao. Mày đổ cái gì của bắn cái tao ấy vậy. Bệnh mày bắn cái tao. Mày uống bia mày không bắn cái lại đi, mày uống bia mày đau gan không bắn cái tao, sao Phật để con đau gan, mày uống bia mày biểu tao làm cho mày đau gan đó, tật xấu mày đó. Bởi ngày xưa nói tật xấu gây bệnh tánh, mình tánh tình và mạng sống đi đôi đôi, tánh tốt sống lâu, tánh xấu ngồi chết đâu. Nó câu vậy đó, cái cuốn sách nó tánh mình phải chỉ là vậy, bí quyết con người là cái tánh mà các bạn phải đi song song, tánh tốt mạng tốt, tánh xấu mạng yếu. Cái người đàng hoàng, tất cả những tánh xấu không có làm sao mà bệnh được, không nhậu nè, giữ sức khỏe, sáng tập thể dục, mấy là bệnh, ăn uống đúng giờ, không ăn bậy, sao bệnh, mà cái gì mà cũng chắc đó, viên học cũng thử á, cái gì chơi hết, cái gì hay trên đời là chơi hết. Thì kê qua túi thử hết, hỏi sao không bệnh đó. Tại mày bị chơi bạo quá, người không biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên đó. Mặc dù biết là thì kê qua túi hại vẫn cứ thử. Bên Mỹ đó, em để em hít cái, nó lấy ra hưng phấn sức khỏe bằng cái đó. Tụi Mỹ bây giờ đa số mấy tụi châu Âu á, cái mày lấy tí bạch khí rồi sao khỏe, khỏe đó là khỏe tính cái não thôi, còn cái cơ thể vẫn đù đùi. Bởi vậy những người uống cà phê tưởng khỏe ra, sức khỏe cũng vậy. Nó kích thích thần kinh không? Tôi vừa bây giờ dứt răng nó chích thuốc tê là hết nhất, nhưng nó vẫn còn nhất. Người ta mà đang chặn thần kinh tao thôi, nó vẫn nhất chặn á. Nhiều người đâu có hiểu. Cái thần kinh nó không. Những cái kỹ thuật là dùng khống chế thần kinh là toàn là không nên xài. Tất cả cái điều mà mình để thuốc kích thích để cho mình khỏe, đừng nên xài. Đó là làm cho mình sẽ ỉ lại, mình không bao giờ gắn vương lên. Dùng được mệt quá, uống cái cà phê. Tại sao mày không đứng này tao sử dụng? Uống cà phê mày nghiện thôi, rồi ghiền sát bệnh gì biết rồi đó. Rồi nhiều thằng ấy, có bia bọt vô mới hưng phấn, trời ơi bia bọt nó hại gan xong nó hưng phấn, nó lạc chảy cái thần kinh lúc mày chửi bới đã, mày nói là hưng phấn cái bố mày, lúc mày không tỉnh táo vô bộ cái thần kinh nó bị mua chuột rồi, nhưng cái gan mày vẫn yếu mà. Cuối cùng là gì, cái đó là mày sai được, cái đó là đúng sai thôi. Mày thấy không, trên đời còn chứ đúng sai mày không phân biệt là mày chết. Khi ở một trạng thái mình đang yếu ớt, thiếu tiền, là phải đi vay tiền, làm ra tiền, mượn, vậy sao khá nổi, thấy không? Thấy cái đúng sai là khi con người khi đụng chuyện với cái đúng là đâu sai đâu. Bây giờ tao đang thiếu tiền, tại vì tao làm ra ít tiền, mà tao xài nhiều, giảm xài đi, sau này kiếm tiền, cái đó là đúng. Còn giờ xài cho bừa chứ mượn, không cho mày chết. Đó, nhiều người như vậy, đó là sai. Mày tự mày gây ra, mày nói trời cứu con, trời trời không cho con 10 tỷ, cái tiền thủ mày tháng có 1 tỷ, mày biểu tao cho 10 tỷ. Một tháng mày làm được 1 triệu, mày đòi, mày kiếm được 10 tỷ, biểu tao cho mày. Mày phải làm được 1 triệu thì mày mới mua được cái gì trên 1 triệu. Mày làm được 1 tỷ thì mua cái nhà, mày làm dưới 1 tỷ thì mày ở cái nhà cận, nhà hốc và to đi. Thì chị chịu vậy đấy, còn giờ cái mày làm do mày làm tháng nhiều tiền thì mày mua tới đâu hay tới đó. Những người 10 ngàn thì ăn xài 8 ngàn, cái gì cũng như nhau hết à. Cái thằng nhà giàu nó cũng ăn bằng mày, cũng ba bữa cơm, nó ăn đừng tỷ bữa hả, khỉ.
Cái tỷ phú nó ăn bữa tỷ hả, nó ăn tô phở giống mày cũng ăn phở, phở phở ngon nhất Sài Gòn mà của ổng cũng ăn tô chứ ổng ăn được 10 tô đâu. Cái mày nói ổng sướng sướng cái bố ổng, ổng kiếm tiền gì ổng nuôi mấy nhân viên ổng á, 20.000 nhân viên thì ổng kiếm 1.000 tỷ đúng rồi, ổng nuôi lính nó không, còn mày có nuôi ai mày đem mày so sánh với ổng, mày nói ổng đại gia. Nhưng anh nghĩ sai hết, thằng đại gia đã nuôi nhiều người, bản thân nó cũng xài không tới 1 tỷ tháng đâu, sai cho hết. Nó lo lương người ta, tại nó mở công ty.